Rất vui khi lại được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay. Cô xin giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Thoa, giáo viên trường trung học cơ sở Phạm Huy Thông, Ân Thi. Các em thân mến, ở buổi học trước, cô đã hướng dẫn các em chúng ta tìm hiểu những nét khái quát nhất về tác giả Thanh Hải và bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Qua việc phân tích ba khổ đầu của bài thơ, các em cũng đã nhận thấy những cảm xúc say sưa ngây ngất của Thanh Hải trước mùa xuân của thiên nhiên đất trời. Các em cũng thấy được niềm say sưa, hào hứng của nhà thơ khi nghĩ đến mùa xuân đất nước. Cảm xúc ấy không chỉ là niềm phấn chấn, niềm vui khi nghĩ đến đất nước trong hiện tại, mà còn là sự tự hào về đất nước trong quá khứ và sự tin tưởng, lạc quan khi nghĩ về đất nước trong tương lai. Từ việc cảm nhận về mùa xuân của đất nước, nhà thơ Thanh Hải đã có những ước nguyện và những tâm niệm gì? Cô sẽ hướng dẫn các em tiếp tục tìm hiểu trong buổi học ngày hôm nay. Các em hãy tiếp tục mở sách giáo khoa. Sách giáo khoa chương trình hiện hành là trang 55, 56 và sách giáo khoa theo mô hình trường học mới là trang 40 để cô trò chúng ta bắt đầu vào nội dung bài học nhé. Cô điểm lại một chút về những nội dung mà cô đã hướng dẫn các em ở tiết 1. Chúng ta đã đi hết mục đọc và tìm hiểu chung và đã phân tích hết hai nội dung đầu của bài thơ. Đó là cảm xúc của nhà thơ về mùa xuân của thiên nhiên đất trời và cảm xúc của nhà thơ về mùa xuân của đất nước. Trong tiết học này, chúng ta sẽ tiếp tục đi sang nội dung thứ ba của phần phân tích, đó là tìm hiểu suy nghĩ và tâm niệm của Thanh Hải trước mùa xuân đất nước. Suy nghĩ và tâm niệm này được nhà thơ Thanh Hải thể hiện ở khổ thứ tư và khổ thứ năm của bài thơ. Trước hết, các em hãy lưu ý cho cô khổ thơ thứ tư của bài. Chúng ta cùng đọc lại nhé. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Khổ thơ này đã thể hiện khát khao hòa nhập của Thanh Hải. Khát khao ấy đã được thể hiện qua những biện pháp nghệ thuật nào? Và những biện pháp nghệ thuật ấy đã bày tỏ suy ngẫm và tâm niệm gì của nhà thơ? Ở đây trước hết, các em chú ý cho cô vào giọng điệu của khổ thơ này. Giọng điệu ở đây đã có sự thay đổi. Giọng thơ hết sức thiết tha, trầm lắng. Không còn là giọng thơ say sưa, tha thiết như ở khổ 1. Cũng không phải là giọng thơ nhanh, hối hả, phấn chấn như ở khổ thơ thứ 2 và thứ 3 nữa. Đến khổ thơ này, giọng điệu đã lắng lại và hết sức thiết tha. Không chỉ là giọng thơ, ở đây nhà thơ Thanh Hải còn sử dụng những hình ảnh thơ đẹp và giàu ý nghĩa. Vậy những hình ảnh thơ đẹp và giàu ý nghĩa ấy là những gì? Trước hết, các em chú ý cho cô đến việc nhà thơ sử dụng nhiều hình ảnh thiên nhiên đẹp được lặp lại ở khổ thơ này. Đó là hình ảnh con chim và hình ảnh cành hoa. Sự lặp lại này tạo nên sự đối ứng và mới mẻ. Vậy sự đối ứng ấy được biểu hiện ở chỗ nào? Kem trở lại cho cô với khổ thơ thứ nhất. Kem sẽ nhận ra hai hình ảnh thiên nhiên, con chim và cành hoa đã được nhà thơ Thanh Hải sử dụng ở khổ thơ đầu tiên để diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời khi xuân đến. Ở khổ thơ này, hai hình ảnh đó lại được lặp lại nhưng mang một ý nghĩa mới mẻ. Đó là để thể hiện niềm mong muốn được sống có ích của nhà thơ Thanh Hải. Thanh Hải coi việc sống có ích như một lẽ tự nhiên, như con chim cất tiếng hót, như bông hoa tỏa sắc hương. Nói về điều này, nhà thơ Tố Hữu cũng từng viết trong một khúc ca xuân: nếu là con chim chiếc lá, thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Không chỉ là những hình ảnh thiên nhiên được lặp lại, ở khổ thơ này, các em còn chú ý cho cô đến hình ảnh
một nốt trầm sao xuyến. Hình ảnh một nốt trầm sao xuyến ở đây đã diễn tả khát khao hòa nhập khiêm nhường của Thanh Hải. Thanh Hải muốn làm một nốt trầm, nhưng làm một nốt trầm sao xuyến của riêng mình để hòa vào bản hòa ca muôn điệu của đất nước. Trong bản hòa ca ấy có muôn nốt nhạc trầm bổng khác nhau, nhưng tại sao Thanh Hải lại muốn làm một nốt trầm? Điều đó thể hiện rất rõ khát khao hòa nhập hết sức khiêm nhường của nhà thơ. Một nốt trầm ấy, nhưng phải là một nốt trầm sao xuyến, tức là phải gợi ra dư âm và tạo nhiều xúc cảm. Và dư âm, xúc cảm ấy phải là của riêng mình. Trở lại hoàn cảnh sáng tác bài thơ, Kem có thể thấy được rằng bài thơ này được sáng tác khi Thanh Hải đang nằm trên giường bệnh. Như thế, hình ảnh thơ một nốt trầm sao xuyến ở đây còn là suy tư đẹp đẽ của một con người đang sống những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, muốn gửi gắm đến cuộc sống. Kem chú ý cho cô vào sự lặp lại của cụm từ ta làm, ta làm. Điệp ngữ ta làm ở đây đã diễn tả khát khao hóa thân, sự hòa mình liên tục của nhà thơ. Với Thanh Hải, Thanh Hải mong muốn được sống có ích, mong muốn được khát khao hòa nhập. Nhưng khát khao hòa nhập ấy không phải là một lúc, mà là khát khao hòa nhập liên tục. Đặc biệt ở đây, Kem chú ý cho cô đến việc tác giả thay đổi đại từ xưng hô. Thay đổi từ đại từ nhân xưng tôi ở khổ thơ thứ nhất sang đại từ xưng ta ở khổ thơ này. Và sự chuyển đổi đại từ ấy đã cho chúng ta thấy sự mở rộng trong cảm xúc. Nếu ở khổ một, tôi đưa tay tôi hứng là cái tôi nhỏ bé trong sự tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời, thì ở khổ thơ này, cái tôi riêng nhỏ bé ấy đã hòa trong cái ta chung rộng lớn. Từ đây, Thanh Hải muốn khẳng định rằng khát khao hòa nhập không chỉ của riêng mình mà là của chung mọi người. Không chỉ là khát khao hòa nhập, ở khổ thơ thứ 5, nhà thơ còn thể hiện rõ ước nguyện cống hiến của mình. Chúng ta cùng đọc lại khổ thơ này. Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc, vẫn là giọng thơ tha thiết trầm lắng. Nhưng ở đây, Kem chú ý cho cô vào những biện pháp nghệ thuật để giúp nhà thơ thể hiện ước nguyện cống hiến của mình. Trước hết, Kem quan sát cho cô vào hai dòng thơ đầu tiên, đặc biệt là dòng thơ thứ nhất. Một mùa xuân nho nhỏ, đây thực sự là một hình ảnh ẩn dụ, một sáng tạo độc đáo trong thơ của Thanh Hải. Hình ảnh mùa xuân đã được nhiều nhà thơ nói đến trong thơ ca, và có nhiều những nhà thơ đã tạo nên những định ngữ mới về mùa xuân, như mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử, mùa xuân xanh của Nguyễn Bính, và ở Thanh Hải là mùa xuân nho nhỏ. Với việc sử dụng tính từ nho nhỏ, Thanh Hải đã khiến cho mùa xuân trở nên hữu hình và cụ thể hơn. Và hình ảnh ẩn dụ sáng tạo độc đáo này đã thể hiện điều gì đây? Hình ảnh ẩn dụ ấy đã diễn tả ước nguyện chân thành, sâu sắc của nhà thơ. Thanh Hải muốn sống đẹp, sống bằng tất cả sức sống tươi trẻ của mình. Và sức sống ấy, vẻ đẹp ấy để làm gì? Kem tiếp tục chú ý cho cô sang những hình ảnh thơ, đặc biệt là cụm từ lặng lẽ dâng. Cụm từ này đã diễn tả thái độ trân trọng, vừa cho thấy cách thức cống hiến âm thầm không phô trương của nhà thơ. Thanh Hải nguyện làm một mùa xuân nhỏ để hòa vào mùa xuân lớn của đất nước, với một thái độ hết sức trân trọng. Và sự hiến dâng ấy không hề ồn ào, không hề phô trương, mà hết sức âm thầm lặng lẽ.
ở khổ thơ này, kem còn chú ý cho cô đến hình ảnh hoán dụ tuổi 20, tóc bạc và điệp ngữ dù là. Sự kết hợp của những biện pháp nghệ thuật này đã khẳng định, nhấn mạnh nhiệt tình cống hiến bền bỉ của nhà thơ. Cho dù là tuổi 20 căng tràn sức trẻ, hay khi về già tóc đã pha xương, thì nhiệt tình cống hiến ấy không hề vơi đi, bớt đi. Chỉ cần trong mỗi chúng ta có lòng nhiệt tình, có sự tận tâm, chúng ta sẽ có thể làm được những điều tốt đẹp cho đất nước ở bất cứ thời điểm nào. Và cuộc đời của Thanh Hải chính là một minh chứng. Suốt thời tuổi trẻ, Thanh Hải đã tham gia vào hai cuộc kháng chiến của dân tộc, bám trụ lại quê hương Thừa Thiên Huế trong những tháng ngày khó khăn nhất. Và khi đất nước được giải phóng, Thanh Hải lại tiếp tục miệt mài cống hiến, miệt mài sáng tác. Bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ chính là một cống hiến nữa của nhà thơ Thanh Hải gửi đến cho cuộc đời. Như thế, với những hình ảnh thơ đẹp, sáng tạo, nhà thơ Thanh Hải đã thể hiện khát khao, ước nguyện cống hiến chân thành của mình và của chung mọi người đối với đất nước. Ước nguyện ấy không của riêng ai mà của chung mọi người. Lẽ sống đẹp, mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng đã được nhà thơ Thanh Hải thể hiện một cách hết sức sâu sắc qua những hình ảnh thơ đầy ý nghĩa. Và ở đây, các bạn còn lưu ý cho cô một điều. Đó là nhà thơ Thanh Hải không chỉ nói lên tiếng lòng riêng của mình, mà nhà thơ Thanh Hải còn nói hộ tiếng lòng của muôn triệu những người dân Việt Nam lúc này. Bởi thế cho nên, bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ dù viết về một đề tài quen thuộc, đó là đề tài mùa xuân, nhưng vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc. Từ ước nguyện, cống hiến chân thành, nhà thơ đã cất lên những lời ca, ca ngợi quê hương đất nước. Một mùa xuân ta xin hát, câu Nam Ai Nam Bình, nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình, nhịp phách tiền đất Huế. Khổ thơ cuối cùng này, khép lại bài thơ, là cảm xúc hết sức mãnh liệt của nhà thơ Thanh Hải. Rõ ràng, cảm xúc thơ không mãnh liệt sao được. Khi mà nhà thơ đang nằm trên giường bệnh, mà vẫn muốn cất lên những lời ca, vẫn muốn cất lên những giai điệu mượt mà của quê hương xứ sở. Đó là những câu Nam Ai, Nam Bình mượt mà sâu lắng. Hai dòng thơ, nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình, được lặp lại ở đây tạo nên sự lặp cấu trúc câu. Việc lặp lại như thế đã khiến cho lời thơ ở đây mang giai điệu du dương, vừa là lời ca ngợi quê hương đất nước. Nước non Việt Nam ta trải dài muôn dặm chủ phú tươi đẹp. Và muôn dặm ấy cũng chính là muôn dặm tình người thủy chung sâu nặng. Dòng thơ kết thúc khổ thơ thứ 6 cũng là kết thúc bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, là câu thơ Nhịp phách tiền đất Huế. Câu thơ cuối này là cảm xúc về cội. Địa danh đất Huế đã được nhắc đến trong âm thanh nhịp phách tiền. Điều đó đã thể hiện niềm tự hào, sự gắn bó thiết tha của nhà thơ Thanh Hải đối với mảnh đất nơi ông đã sinh ra, lớn lên. Và có lẽ đó cũng chính là mảnh đất ông sẽ nằm lại sau này. Như thế, cô đã hướng dẫn các em, chúng ta đã tìm hiểu từ cảm xúc của nhà thơ Thanh Hải về mùa xuân của đất nước, đến ước nguyện, tâm niệm, để có được một cái nhìn khái quát nhất về bài thơ này. Đặc biệt là chúng ta khái quát lại những giá trị nghệ thuật và nội dung tư tưởng mà nhà thơ gửi gắm ở đây. Cô sẽ cùng với các em đi sang phần nội dung tổng kết. Trước hết, các em hãy nhìn lại cho cô toàn bộ nội dung bài học.
từ cả ở buổi học trước và buổi học này các em nhé. Và điểm ra cho cô những biện pháp nghệ thuật tiêu biểu mà nhà thơ sử dụng nào. Nào, các em ghi nhanh ra giấy nhé. Hoặc nếu không thì các em có thể lấy giấy đánh dấu dòng, hoặc các em có thể lấy bút đỏ để các em gạch chân vào những biện pháp nghệ thuật tiêu biểu mà nhà thơ sử dụng ở bài thơ này. Nào, chúng ta cùng thao tác nhanh nhé. Các em đã tìm lại được chưa ạ? Chúng ta cùng thống kê lại nhé. Trước hết các em có thể nhận thấy ở đây cô sẽ điểm lại những nét nghệ thuật tiêu biểu mà nhà thơ Thanh Hải đã sử dụng ở bài thơ này. Đầu tiên là thể thơ 5 chữ gần với các làn điệu dân ca miền Trung, và âm hưởng thơ ở đây hết sức nhẹ nhàng, tha thiết và giàu nhạc tính. Nhạc tính ấy được thể hiện rõ qua đặc điểm của thể thơ 5 chữ, qua cách gieo vần, ngắt nhịp, rồi qua cả những giọng điệu từ ở các khổ, từ những khổ thơ đầu tiên cho đến khổ thơ cuối cùng. Và cô lưu ý các em một điều nữa là để tạo nên nhạc tính cho bài thơ này còn là việc nhà thơ Thanh Hải sử dụng rất nhiều các điệp ngữ nữa. Thứ hai là cấu tứ của bài thơ hết sức chặt chẽ dựa trên sự phát triển của hình ảnh mùa xuân. Đầu tiên là mùa xuân thiên nhiên, sau đó chuyển biến rất tự nhiên sang mùa xuân của đất nước và lắng lại trong mùa xuân của mỗi người. Giọng điệu thơ ở đây có sự thay đổi linh hoạt, phù hợp với tâm trạng và cảm xúc của tác giả. Ở mỗi phần, cô đều đã hướng dẫn các em tìm hiểu về giọng điệu của bài thơ này. Các em có thể nhận thấy và trở lại để chúng ta nhận ra cái đặc điểm nghệ thuật này nhé. Giọng thơ thay đổi linh hoạt và phù hợp với tâm trạng cảm xúc được biểu hiện rất rõ ràng các em ạ. Khổ thơ đầu tiên khi diễn tả cảm xúc của nhà thơ Thanh Hải trước mùa xuân của thiên nhiên đất trời, để thể hiện sự say sưa, niềm yêu đời, yêu cuộc sống thiết tha và khát vọng được tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống, thì giọng điệu thơ ở đây là sự say sưa trìu mến. Khi nói về cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân đất nước, trong các thời điểm, nhà thơ lại thể hiện qua giọng điệu thơ nhanh, hối hả, phấn chấn, để từ đó thấy được mỗi người đang bắt tay và đang nhanh chóng, khẩn trương, hối hả xây dựng đất nước. Không những thế, khi thể hiện ước nguyện và tâm niệm, nhà thơ đã sử dụng giọng điệu thơ hết sức thiết tha và trầm lắng. Như thế rõ ràng, tín hiệu nghệ thuật thứ ba đã thể hiện rất rõ qua từng phần của bài thơ. Và có lẽ một điều mà các em cũng hết sức ấn tượng về bài thơ này, đó chính là nhà thơ sử dụng rất nhiều những hình ảnh thơ đẹp, giản dị, gợi cảm, những so sánh và ẩn dụ sáng tạo. Từ những biện pháp nghệ thuật trên, bài thơ đã thể hiện được điều gì? Chúng ta chuyển sang phần thứ hai là về nội dung ở đây. Bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ chính là tiếng lòng tha thiết, yêu mến, gắn bó với đất nước, với cuộc đời, thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc. Các em thân mến, đất nước ta đẹp như mùa xuân, mỗi trang đời, trang sử đẹp như những trang thơ. Học Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải, chúng ta càng thêm yêu đất nước mình trong những ngày này. Đất nước không của riêng ai, nhưng đất nước cũng không để lại ai ở phía sau. Mỗi người chúng ta hãy tự nhủ lòng mình đã làm gì cho đất nước hôm nay? Có một điều cô vẫn muốn lưu ý lại với các em, đó là chỉ cần chúng ta có tấm lòng, có nhiệt tình cống hiến, các em đều có thể làm được những điều tốt đẹp cho đất nước mình ở bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em chúng ta tìm hiểu những nét đẹp về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ.
Để củng cố những nội dung kiến thức của bài học, chúng ta sẽ cùng làm một số những bài tập sau đây. Các em chú ý theo cô vào bài tập thứ nhất. Em hiểu thế nào về ý nghĩa nhan đề của bài thơ? Các em có nhận ra trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, ngoài nhan đề thì có một dòng thơ ở một khổ thơ nào lặp lại gần như nguyên vẹn nhan đề không? Và cô cũng đã phân tích ý nghĩa của dòng thơ ấy rồi đấy. Qua việc mà các em theo dõi, các em xem lại nội dung kiến thức trong bài học, hẳn là các em đã có câu trả lời cho câu hỏi này rồi, phải không nào? Và các em sẽ xem điều mà các em suy nghĩ có trùng với những ý cô gợi ra đây để giúp cho các em tìm hiểu không nhé. Nhan đề của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ gợi rất nhiều ý nghĩa các em ạ. Đầu tiên là gợi nhắc đến một đề tài hết sức quen thuộc trong thơ ca, đó là đề tài mùa xuân. Tại sao cô nói ở đây là quen thuộc? Bởi vì không phải chỉ có Thanh Hải là nhà thơ duy nhất viết về đề tài mùa xuân. Thứ hai nữa, nhan đề ở đây đã thể hiện sự độc đáo, thể hiện cái phát hiện hết sức mới mẻ của nhà thơ Thanh Hải. Và sự độc đáo mới mẻ ấy như thế nào? Cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu rồi, phải không nào? Thứ ba là nhan đề này còn góp phần thể hiện tư tưởng chủ đề của bài thơ. Đó chính là ước nguyện khiêm tốn, chân thành, thiết tha của nhà thơ Thanh Hải. Như thế, những gợi ý của cô đã giải đáp thỏa đáng cho các em những thắc mắc và giúp các em điều chỉnh suy nghĩ và đáp án của mình chưa nào? Chúng ta sẽ chuyển sang bài tập thứ hai nhé. Ở bài tập thứ hai này, cô muốn nâng mức độ khó lên một chút. Các em quan sát vào sơ đồ ý sau đây và yêu cầu cô đặt ra đó là hãy viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của em về hình ảnh đất nước được nói đến trong bài thơ. Các em hãy quan sát cho cô vào sơ đồ này. Và các bạn có hiểu dụng ý mà cô muốn các em phải hiểu và thể hiện là gì không? Để có thể giải quyết bài tập này, việc đầu tiên các em hiểu ý nghĩa sơ đồ. Đặc biệt là chú ý cho cô vào mũi tên mà cô sử dụng trong sơ đồ này nhé. Và căn cứ vào nội dung của bài học, các em sẽ có thể nhận ra cảm nhận của tác giả trước hết là về đất nước trong hiện tại. Sau đó từ hiện tại, nhà thơ nghĩ đến đất nước trong quá khứ. Và từ đất nước trong hiện tại, nhà thơ còn liên tưởng đến đất nước trong tương lai. Và từ những gợi ý ấy, các em hãy vạch ra các ý và hoàn thiện bài tập viết đoạn cho mình. Cô lưu ý các em một chút về kỹ năng viết đoạn. Các em viết đoạn như thế nào thì cũng nên cố gắng có những câu chủ đề. Những câu chủ đề ấy của các em, câu chủ đề có thể nằm ở đầu hoặc ở cuối của đoạn văn. Và các ý sau, câu chủ đề ấy sẽ hướng đến nội dung, hướng đến mệnh lệnh trong câu hỏi của cô. Và ở phần các câu triển khai thì các em chú ý đến để thể hiện cảm nhận của nhà thơ về đất nước trong các thời điểm. Một vài phút cho các em suy nghĩ nhé. Có lẽ là việc viết đoạn này các em phải cần nhiều thời gian hơn, phải không nào? Ở đây cô chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn các em về kỹ năng và định hướng các em một chút về cách thức triển khai thôi. Và sau đây cô sẽ có một gợi ý. Đây chỉ mang tính chất định hướng thôi các bạn nhé. Còn khi mà các bạn trình bày thì mỗi người sẽ có một cách thức trình bày, một sự cảm hiểu và một cách diễn đạt khác nhau. Từ sơ đồ này, cô muốn các em thể hiện được những điều sau đây. Đó là Thanh Hải nói đến đất nước trong hiện tại với nhịp sống khẩn trương, hối hả, với sự xôn xao xúc động trong lòng mỗi người. Tất cả đều cống hiến, dựng xây với tinh thần phấn chấn,
với sự xúc động xao xuyến. Từ tâm trạng ấy, nhà thơ nghĩ về đất nước trong quá khứ với sự tự hào và liên tưởng tới tương lai với sự lạc quan, tin tưởng vào tiền đồ đất nước. Đất nước trong những ngày này đang trải qua rất nhiều khó khăn. Có lẽ khi học xong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, hẳn mỗi các em đã xác định cho mình ý thức, xác định cho mình lối sống đẹp. Và mỗi người đã tự trả lời cho mình câu hỏi, mình sẽ làm gì cho Tổ quốc hôm nay? Về nhà, các em nắm bắt cho cô những nội dung cơ bản của bài học, đồng thời đọc và chuẩn bị trước cho cô bài cách làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý để bài học sau các em sẽ tiếp thu và lĩnh hội bài mới được tốt hơn nhé. Xin chào các em.